Dương Biện Miss World Việt Nam 2023 có gì đặc biệt? Trước chung kết Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, ban tổ chức cuộc thi hé lộ hình ảnh cận cảnh và giá trị của Dương Biện thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Trước sự tò mò của người hâm mộ, ban tổ chức Miss World Việt Nam thông tin Dương Biện Miss World Việt Nam 2023 mang tên non nước Việt. Tuy nhiên, phía ban tổ chức cuộc thi không tiết lộ số tiền cụ thể để chế tạo ra chiếc Dương Biện này. Ban tổ chức Miss World Việt Nam cho hay, Dương Biện Miss World Việt Nam 2023 được làm bằng vàng, kết hợp với những viên đá quý và ngọc trai. Dương Biện Miss World Việt Nam 2023 được đính kết 999 viên đá quý trắng, 299 viên đá quý xanh biểu trưng cho vẻ đẹp trường cửu, mãi mãi song hành và đính kết 168 viên ngọc trai quý giá. Trong phong thủy, con số 168 được coi là tổ hợp đẹp nhất trong các tổ hợp số, có ý nghĩa là con đường thịnh vượng hay cùng thịnh vượng. Thiết kế mang đến hình ảnh của những lớp sóng cuộn trào khơi xa, những ngọn núi trùng điệp, cả hai cùng hòa quyện và kết tinh qua năm tháng thời gian lưu giữ những viên ngọc quý, hiện thân của vẻ đẹp trường cửu của dân tộc. Ban tổ chức Miss World Việt Nam chia sẻ, tại lễ công bố, đương kim Miss World Việt Nam 2022, Mai Phương có dịp sống lại khoảnh khắc đăng quang khi ngồi trên chiếc ghế quyền lực của mình cách đây hơn một năm trước. Tôi không vì cần hết nhiệm kỳ mới cố gắng mà tôi đã làm việc hết công suất từ đầu nhiệm kỳ và tiếp tục năng nổ sau nhiệm kỳ cho nhiều dự án ý nghĩa sắp tới. Trước thềm chung kết Miss World Việt Nam 2023, tôi không cảm thấy buồn mà chỉ thấy bồi hồi. Tôi rất mong mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ hành trình của tôi trong thời gian tới, Hoa hậu Mai Phương chia sẻ. Được biết, chiếc Dương Biện của Hoa hậu Mai Phương mang tên đóa sen từ đại dương xanh thẳm được chế tác từ 4.399 viên quai zirconia cùng 129 viên đắp lô sapphire với các kích cỡ và hình dáng khác nhau. Đây cũng là chiếc Dương Biện Hoa hậu đầu tiên được thiết kế tròn 360 độ với tổng thời gian 2.160 giờ. Theo ban tổ chức cuộc thi, chung kết Miss World Việt Nam 2023 diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tại Quy Nhơn, Bình Định. Đêm thi quan có sự góp mặt của thành viên ban giám khảo gồm đạo diễn Hoàng Nhật Nam, các hoa hậu, á hậu cùng dàn sao Việt Như, ca sĩ Quang Dũng, Hiền Thục, Đông Di, Võ Hạ Trâm. Dự kiến chung kết Miss World Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7. Trong đêm chung kết, Hoa hậu Mai Phương sẽ trao Dương Biện cho người kế nhiệm.